Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Giàu có và quyền lực, Triệu Lệ Dĩnh vẫn không được lòng mẹ chồng. Showbiz Trung Quốc đón nhận cú sốc rất lớn khi cặp vợ chồng ngôi sao đình đám là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong tuyên bố ly hôn. Đến nay, một bộ phận công chúng không ngừng mổ xẻ những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này. Trong làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất. Năm 2017, theo công bố từ Forbes, Triệu Lệ Dĩnh kiếm được 190 triệu nhân dân tệ, khoảng 29,2 triệu đô la, đứng thứ 13 trong danh sách. Năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh leo lên đứng thứ 7 trong nhóm nghệ sĩ có thu nhập cao nhất, cô hiện sở hữu bất động sản tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Truyền thông Hoa ngữ khẳng định Triệu Lệ Dĩnh có khả năng kiếm tiền giỏi hơn Phùng Thiểu Phong bởi cô đang làm chủ 3 công ty sản xuất phim và là cổ đông lớn của 7 công ty khác. Ngoài thu nhập từ các giấy đóng phim, thủ lao quảng cáo, Triệu Lệ Dĩnh còn là gương mặt đại diện của hơn 10 thương hiệu lớn cả trong và ngoài Trung Quốc. Giàu có và quyền lực là thế, nhưng Triệu Lệ Dĩnh được cho là chưa bao giờ khiến mẹ Phùng Thiểu Phong hài lòng. Mới đây, trang Sina của Trung Quốc đưa tin mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và mẹ chồng cũ không lấy gì làm tốt đẹp. Lâu nay, mẹ Phùng Thiểu Phong luôn coi thường xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh. Bà cho rằng, tuy cô đã rời khỏi thôn quê từ lâu, nhưng vẫn giữ thói quen của người nông thôn, trình độ học vấn thấp, sinh hoạt luộm thuộm, ăn uống không lịch thiệp. Căng thẳng ngày càng leo thang khi mẹ Phùng Thiểu Phong cho rằng Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với con trai bà vì điều kiện gia đình anh tốt chứ không đơn thuần vì tình yêu. Bà từng phản đối kịch liệt trong thời gian cặp đôi tìm hiểu nhau. Bà cho rằng mọi thứ ở cô đều không xứng đáng với con trai bà. Trang Sina còn cho biết thêm mẹ Phùng Thiểu Phong là người phụ nữ truyền thống. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh quá tham công tiếc việc, vừa sinh con xong đã đi quay phim. Bà từng yêu cầu cô phải ở nhà chăm sóc chồng con và sớm sinh con thứ hai, điều này khiến mâu thuẫn giữa họ trở nên gay gắt. Trước lùm xùm bị mẹ chồng ghét nên mới ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh không có bất kỳ phản hồi nào. Vào chiều ngày 30 tháng 4, cô xuất hiện trên phim trường Goldfright tại Bắc Kinh. Theo trang Sina, diễn viên tham gia ghi show cho mùa thứ 7. Có thể thấy gương mặt của cô vẫn xinh đẹp rạng rỡ, biểu hiện chuyên nghiệp, không có chút dấu vết của sự muộn phiền sau khi chia tay.